Cầu nguyện đức siêu chỉ kim mẫu, giờ thanh tịnh tại tiền cầu mẹ, lại mẫu từ độ trẻ bình an. Bao năm cách biệt mẫu hoàng, nay con trở lại hiệp đàn mẹ ơi. Giờ lặng lặng đem lời cầu nguyện, lại mẹ ơi, mẹ hiện xuống trần, độ con đắc đạo toàn thân. Nói theo gót mộc về lần mưa xưa, nay con nguyện muối dưa tu tịnh, không để tâm lem dính bụi trần. Mẹ ơi, độ trẻ toàn thân, tại thiền cầu mẹ bốn lần công phu, nhờ mẹ độ con tu cho được. Chúng sông mê lần lượt qua bờ, biển trần con lúng chơ vơ. Nhờ thiền mẹ độ con phở bước theo, cảnh sang cả hiểm nghèo chẳng nghĩ. Lo luyện thân quyết trí theo thầy, rừng xưa an tịnh phút giây. Tham thiền nguyện đạo giờ nảy đất thân, nay chí nguyện một lòng giải thoát. Bước chân thì đau xót muôn phần, nguyện rồi sẽ hiến tấm thân. Khổ đau cách mấy vạn lần cũng cam, tại thiền nội sớm hôn công quả. Nợ tiền kiên quyết trả không vay. Nói theo đạo lý của ngài, công phu mài miệt tâm dày sạch trong, nay nhất một thiên rồng thần bái. Lạy mẫu từ Hà Hải độ con, từ đây xa biệt không còn. Trần gian chìm đắm hao mòn hồn linh, lạy cầu mẹ con xin sáng hối. Giờ công phu tâm tối sáng lòa, tự lòng biển biệt cách xa, không còn đắm ngụy đó mà trần dương. Mẹ độ trẻ Tây Phương trở lại, được vinh du Hà Hải niết bàn. Nghe lời chim điểu ca sang, quẩn quanh chơn Phật muôn ngàn kiếp thanh. Nguyện giải thoát tình thanh an lạc, nhờ mẹ thương vị bát tứ tha, cho con về được đủ tòa. Ngao du tiên cảnh là nhà con nương, dù bao kiếp gió xung đau khổ, nguyện tu hành mẹ độ bình an. Bao năm con xuống trần gian, mẹ ơi, dồn dập nghiệp mang kiếp này, nhờ hoàng mẫu chuyển xoay cho trẻ, giữ đạo trơn mắt mẹ vui thay. Như bông hoa nở trong ngày, người con nay tình không say mẹ kề, khổ thế mấy cũng về gặp mẹ. Giờ công phu hồn trẻ lâng lâng, mẹ ơi, con chẳng nhiễu trần, quyết theo chân mẹ về lần ngôi tiên. Nỡ nào mẹ bơi thuyền trở lại, giờ neo rồi con dạy làm sao. Kính khuya nhớ mẹ lệ chào, tại thiền thiêu mẹ bỏ sao cho đành. Giờ thanh tịnh tiếp nhanh điểm nguyện, mẹ chứng minh trí tuệ khai thông, dù cho bao nỗi khổ lòng. Đúng giờ con trẻ thiền rồng công phu, nguyện cho xứ người tu nguồn thượng, luyện tấm thân khỏi vướng trong gai. Mẹ ơi, kiếm nguyện con mài, gươm lòng chặt đứt trần ai dã rời. Nhờ linh diệu mẹ ơi, cảm giác độ lòng con giải thoát nguồn này. Biển trần lặn nhật thông hay, nay nhờ thuyền mẹ bùa vây rước về. Con tỉnh ngộ chán chê thế giả, nguyện công phu lòng đã đi rồi. Cho trần vắng biệt mẹ ơi, sơn khê trở lại con ngồi tịnh tu. Giờ thanh tịnh công phu khẩn nguyện, đúng bốn buổi trình diện nào sai. Nói theo đức Phật trong ngày, đạo màu in đậm không phai một giờ. Cầu nguyện Phật đợi chờ giây phút, ngồi công phu lắm lúc nghĩ suy. Say xưa trần tục có gì, tỉnh trần ngộ đạo đúng kỳ tịnh tu. Ngồi cầu nguyện mặc dù là khổ, hồn được nâng đến chỗ tiên nga. Công phu cầu mẹ tại nhà, tứ thời bốn phước không sao phút nào. Đầu lại mẹ ngôi cao cứu thế, hiền công phu nhỏ lệ dầm chan. Miệng kêu thấu đến mẫu hoàng, chấp tay lại mẹ cứu đàn trẻ thơ. Dù cực khổ tuôn bờ lớp bụi, cũng ghi lòng trong buổi học tu. Gian nan đau đớn mặc dù, chấp tay lại mẹ con tu tại thiền. Nhờ hoàng mẫu độ yên con trẻ, mẹ phạt ra nhẹ nhẹ con nhờ. Tại thiền cầu mẹ, mẹ ơi, cúi đầu đảnh lễ mẹ thời chứng minh. Trên Nam Mô Đức Siêu Chỉ Kim Mẫu Từ Tôn Đại Từ Tôn chứng minh ba lần.